thép gầu miếng nha cả nhà. Thì tôi được thực lạ là tôi chấp tay tôi rất là hiền cho tôi đeo miếng gầu. Rồi, em bật chưa? Rồi, em bật. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Thưa quý vị, đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay, chúng tôi long trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Cát Tiên Sa. Về phía nhà tài trợ, trân trọng giới thiệu ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank. Đại diện Hội đồng Cố vấn Âm nhạc, trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Thưa quý vị, và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn vinh dự chào đón sự hiện diện của những nhà đầu tư, những vị cố vấn, nhà tài trợ và cũng như là những khách mời nghệ sĩ. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Huy Tuấn. Một tràng bắt tay chào đón danh ca Ngọc Sơn. Trân trọng giới thiệu nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và xin giới thiệu với quý vị ca sĩ Sarah Lưu. Ngày hôm nay chúng ta còn có sự hiện diện của ca sĩ Du Huyên, nhóm Tin Thấp. Và xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho 25 thí sinh. Alo. Lời đầu tiên xin gửi lời chào tới Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Anh chị em marketing và các phòng ban khác của Ngân hàng Thịnh Vượng. Xin gửi lời chào tới các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã có công hiến vô cùng lớn trong suốt sự nghiệp của sản xuất. Chúng ta đánh giá đặc biệt là chương trình ngày thứ nhất năm nay. Cũng trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị em nhà báo. Có những người bạn vô cùng thân thiết gắn bó đến 20-25 năm nay. Như chị Lệ, Quỳnh Nguyễn, Kim Thanh. Hôm nay rất vui mừng được gặp gỡ lại các anh chị em. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn nhà báo trẻ mới. Anh chị em nghệ sĩ, nhà báo và anh em đầu tư, tất cả thí sinh. Rất là vui hôm nay được làm trong cái hội đồng cố vấn cùng với lại đối với đoàn nghệ sĩ đó. Và những cái chất lượng của thí sinh năm nay rất là bất ngờ. Càng ngày đúng là cái nhạc Việt Nam mình càng ngày chất hơn, sâu sắc và nó nhiều màu sắc. Và mình thấy rất là rõ trong cái chương trình này là 25 thí sinh không ai giống ai, và nó có đầy đủ những cái style âm nhạc mà hiện giờ đang như là Gen Z đang rất là thích, nó hot trên TikTok, có nhiều bạn cũng nổi tiếng từ TikTok nữa, cho nên nó rất là đa dạng. Và mỗi cái chương trình nó đưa ra những cái màu sắc khác.